Xin chào các bạn, mình là Phương Hạnh đến từ Nếm Kitchen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh bột lọc nhân tôm thịt, món ăn vặt gắn liền với thời đi học của mình. Nguyên liệu cần chuẩn bị cho phần nhân bao gồm tôm, thịt và hành tím. Vì điều quan trọng nhất của món ăn này là nước chấm, nên phần nhân chúng ta không cần ướp gia vị mà chỉ cần có vị ngọt từ tôm và thịt là được. Ngày trước khi còn đi học thì món ăn này là món ăn vặt siêu nổi tiếng trong chợ Cố Đạo ở Hải Phòng, nên chiều nào mình và các bạn cũng đi qua chợ ăn. Hồi đó một suất đầy ú ụ là 40.000, ăn xong là no đến mức tối nào về cũng không ăn được cơm nữa. Lần nào ăn về rồi bỏ cơm cũng bị mẹ mắng, nhưng vì bánh bột lọc chợ Cố Đạo quá ngon nên chúng mình xin chấp nhận trả giá. Sơ chế xong phần nguyên liệu thì chúng ta cho vào một chiếc bát to và trộn đều, sau đó là tới chuẩn bị phần vỏ bánh. Vỏ bánh được làm từ bột năng, loại bột cho ra kết cấu dai và có màu trong suốt. Loại bột này ngoài sử dụng làm bánh bột lọc thì còn hay được sử dụng nhất là để làm trân châu. Để nhào bột thì chúng ta sẽ cho nước sôi vào bát bột, cho từ từ từng chút một để xem bột hút nước tới đâu. Lưu ý là cần sử dụng nước sôi, vì phải là nước sôi thì mới chín được bột và không làm bột bị loãng. Sau khi đã nhào bột thành khối bột mịn không dính tay thì bắt đầu chia miếng bột thành từng phần nhỏ rồi nặn bánh. Tùy theo người nặn mà quyết định chiếc bánh bột lọc sẽ to hay nhỏ, phần nhân sẽ nhiều hay ít. Nặn xong thì đem đi hấp trong chõ. Trước khi hấp thì nhớ thoa đều dầu ăn xuống chõ, để khi hấp thì bánh sẽ không bị dính chặt xuống chõ nhé. Cuối cùng là chuẩn bị nước chấm. Nước chấm thì được pha từ những nguyên liệu mà trong tủ nhà ai cũng có: tỏi, nước mắm, giấm, nước lọc, đường, chanh và ớt. Chỉ cần như vậy là chúng ta đã có một bát nước chấm siêu ngon rồi. Và như vậy là món ăn đã hoàn thành. Đừng quên thêm một ít hành lá để món ăn có thêm hương vị cũng như màu sắc. Vì là bột năng nên phần vỏ bánh sẽ hơi dính, nhưng khi ăn thì nó có độ dai vừa phải và rất ngon khi kết hợp với phần nhân. Còn bạn, món ăn vặt không thể quên thời đi học của bạn là gì?